Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Memo. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một chương trình uh, e của dự án Hevin ha. Thì uh, Hevin là một cái quỹ đầu tư uh, của cái dự án thuộc quỹ uh, về tài chính uh, ngân hàng và tài chính thế giới ha. Thì uh, đây là một cái công ty uh, mà nó có một cái quỹ phát triển, đó. nó gọi là Hevin. Thì uh, anh em biết là Hevin là gì? Hevin chính là cái um, một cái sự kiện ha mà cứ 4 năm diễn ra một lần thì với mỗi lần diễn ra như vậy á thì Bitcoin nó đều tăng lên thì khi mà sự kiện Halving này nó xảy ra thì đồng nghĩa với việc mà các cái thợ đào của Bitcoin á nó sẽ là gì à, những cái thợ đào Bitcoin nó sẽ được nó nó sẽ được tăng độ khó đào Bitcoin lên đó có nghĩa là cái nguồn cung của Bitcoin nó sẽ giảm xuống ha đó và cái độ khó của cái việc đào bitcoin nó sẽ uh, tăng lên đó thì dẫn đến là cái cái cái, cái số lượng bitcoin mà đào được uh, của cái uh, cái lần heaven đó nó sẽ giảm theo chu kỳ 4 năm một lần đó thì uh, anh em nghĩ đơn giản là như vậy ha thì uh, đa, thì cái quỹ tài chính heaven đây là cũng là một cái quỹ uh, mà nó để gọi là nó quản lý cái việc heaven uh, bitcoin đó ha thì đây là một dự án uh, cũng rất là lớn ha và được rất là nhiều quỹ cũng như là các đối tác lớn rồi đó thì đó là cách mình giới thiệu sơ và cả hai thì hai uh, là một là một cái công ty uh, mà ở đây nó có một số cái chức năng và đầu tư tài chính đó. cũng như là ngân hàng ha thì uh, hiện tại nó sẽ cho mình một chương Europe là khi mà anh em đăng ký và xác minh KC thành công thì anh em sẽ nhận được cái token là uh, free của nó ha. Đó. Đây thì cái này là cái mã thông báo của nó thì chương trình đó hiện tại nó chỉ còn là 285 ngày. Nha. Đó. Rồi. Thì đây là cái nền tảng lợi nhuận của nó này. Thì uh, trong cái dự án này á uh, thì uh, nó cũng sẽ cho các nhà đầu tư uh, bỏ tiền vào đầu tư và lấy lại ha. Đó. Tuy nhiên là anh em mình bây giờ là mình sẽ nhận cái miễn phí Aerobe của nó. Thì đây, nhận miễn phí mã thông báo tiềm năng Aerobe ha. Heaven có chương trình Aerobe miễn phí nè. Cho người dùng nè. Và các nhà đầu tư đã đăng ký xác nhận danh tính. Đó. Rồi. Đó, đây là các cái hệ sinh thái thật nè. Nền tảng công nghệ cao ha. Phía dưới này là những cái đội ngũ nhà sáng lập ha. Đó, và cố vấn của chúng tôi nè gồm có Damien Brenner nè Peter Taylor nè giám đốc điều hành toàn cầu nè và đội ngũ cốt lõi ha giám đốc công nghệ nè Charlie Wallace, uh, Philip Gra giám đốc chiến lược và Jason Clement quản lý dự án ha Austin Clifton nhà phát triển đó và những uh, người tiếp cận cộng đồng không người kỹ thuật nè quản lý thành công người điều hành telegram thì đây lộ trình của nó ha 2022 hai viên phát triển quỹ cộng đồng giúp cho nhà đầu tư à, toàn cầu trải nghiệm mô hình đầu tư an toàn giảm rủi ro xuống erop atm token giúp cộng đồng à, tích lũy token tiềm năng với hiệu quả cao 2023 thì hai viên ra mắt atm token một loại tiền tệ có giá trị sử dụng thiết thực trong các hệ sinh thái mà hai viên xây dựng ATM được niêm yết trên các sàn giao dịch uy tín, phi tập trung, giúp cộng đồng giao dịch trao đổi thuận lợi. Rồi 2024 phát triển mạnh mẽ hệ à, sinh thái các ứng dụng, các nguồn mở và minh bạch ha. Bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu, dịch vụ thanh toán với khách sạn toàn cầu ha, trung tâm mua sắm thương mại điện tử và công nghệ blockchain, blockchain trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp kỹ thuật số. Năm 2025 thì đưa ATM vào top 50 thế giới dựa trên giá trị vốn hóa và liên tiếp và liên tiếp sự niêm yết trên các sàn giao dịch lớn đây là công nghệ tiên tiến không ngừng phát triển sẽ khiến cộng đồng ngạc nhiên về giá trị ATM thì đây là các đối tác của ATM ha dự án Hevin gồm có Binance, FTX, Coinbase, Kraken, Kucoin, Get, Huobi, Gemini đó là những cái đối tác sàn rất lớn ha sau này cái token ATM này nó sẽ list trên những cái sàn này nha anh em. Đây là một cái dự án cực kỳ cũng là rất là lớn ha và rất là tiềm năng. Rồi thì hiện tại nó cho mình erop thì mình không nên bỏ qua ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách nhận erop thì đầu tiên anh em xuống phòng mô tả video kích vào link đăng ký ha. Thì sau khi kích đăng ký nó sẽ hiện cái màn hình đăng ký như thế này thì anh em sẽ tiến hành đăng ký cho mình ha. Đầu tiên là dòng email nè anh em sẽ nhập email vào. Tiếp theo là dòng password ha, anh em sẽ nhập password vào. Còn cái sponsor ở đây là cái mã giới thiệu thì mình anh em giữ nguyên ha, sau đó anh em bấm vào I have read nè. Rồi I agree ha, anh em bấm vào create uh, personal account. Thì anh em sẽ tạo uh, khi đó nó sẽ tạo cho mình uh, cái màn hình đăng nhập ha. Thì nó sẽ nhảy vào màn hình đăng nhập. Thì anh em bấm vào create xong thì nó sẽ hiện ra cái màn hình như thế này thì á uh, anh em sẽ vào cái phần dấu ba gạch nè. Anh em vào cái phần uh, một đầu người nè bấm vào nó hiện ra chưa ra thì anh em bấm lại ha bấm vào dấu ba gạch hiện vào đó dấu đầu người á đó. đó. thì khi nào nó hiện ra như thế này thì được ha sau đó anh em tiếp tục nè thì đây là cái giao diện của cái ví của anh em ha phần ví nè đó phần atm đã bị khó nè đó và ví atm được cấp mỗi ngày khi làm nhiệm vụ ha nó thì hàng ngày anh em cũng sẽ làm được cái nhiệm vụ và anh em nhận thêm cái ATM ha thì khi ở đây anh em đăng ký và anh em hoàn thành KC thì anh em sẽ nhận được là 100 ATM rồi ngồi ra anh em sẽ mỗi ngày anh em sẽ vào làm nhiệm vụ nhận thưởng thì anh em cũng sẽ nhận thêm cái phần ATM nữa à, mỗi đăng, mỗi tài khoản đăng ký mới xác minh danh tính thành công thì nhận được là 100 ATM ha rồi mỗi tài khoản giới thiệu tài khoản đăng ký mới xác minh tài khoản thành công thì sẽ nhận thêm 30 ATM nữa ha đó. Rồi ok, như vậy ha. Thì ATM này nó sẽ được khóa lại năm nha cho đến khi chương trình arops kết thúc. Đó, ATM là một token này, khởi chạy sau khi chương trình arops kết thúc. ATM token được niêm yết trên cái sàn giao dịch lớn ha. Đó, thì khi anh em nhận thì nó sẽ khóa lại và cho đến khi chương trình arops kết thúc thì à, à, lúc đó nó sẽ giải phóng ATM cho anh em ha. Rồi ok đây thì ở phía dưới này là có cái phần liên kết giới thiệu thì anh em copy cái này để chia sẻ bạn bè ha rồi rồi anh em kết cho xuống chỗ này nè ở đây nó có cái phần à, hiện tại là mình đã xác minh rồi còn những anh em nào chưa xác minh đó, thì nó ghi là à, anh em thấy chữ bắt đầu đây là anh em những anh em nào mà chưa mới đăng ký thành công đó, thì nó sẽ có chữ bắt đầu đây thì anh em bấm vào chữ bắt đầu cho mình để đi xác minh kc ha rồi thì ở cái phần xác minh kc nó chỉ có cái những cái mục sau đây đầu tiên là quốc gia nè, họ tên nè và ngày sinh nè, rồi ở phía dưới đây là nó có phần tải chứng minh mặt trước mặt sau nha, yeah. rồi à, nó có một cái ảnh selfie à, chụp à, một nửa người ha, thì lúc đó anh em sẽ cầm cái chứng minh nhân dân trên tay kèm với cái tờ giấy, thì anh em mà ghi à, trong tờ giấy giấy này thì anh em sẽ ghi là à, tháng à, năm tháng và ngày, có nghĩa là ngày tháng năm à, anh em à, tiến hành KC Heaven á rồi dòng thứ hai là anh em anh em ghi là heaven chấm đó như cái bức ảnh này ha đó đó thì anh em sẽ đăng ký cái sẽ thành công nha thì, thì bắt đầu anh em sẽ nhập ha đầu tiên quốc ở quốc gia anh em sẽ nhập là việt nam này đó rồi họ tên thì anh em sẽ nhập là viết kho không dấu giống như trong chứng minh nhân dân của anh em ha về ngày sinh thì anh em nhập vào rồi ở cái phần à, loại tài liệu nhận dạng này thì anh em sẽ bấm vào và chọn cái phần là id quốc gia đó. À, để anh em sẽ à, chọn cái phần là chứng minh nhân dân ha. Sau đó anh em sẽ nhập cái số ID của anh em vào. Ở cái mục đây. Rồi tiếp tục phần tải ảnh lên thì anh em sẽ tải cho mình ba ảnh. Đầu tiên là mặt trước của chứng minh nhân dân. Mặt sau của chứng minh nhân dân. À, và một cái ảnh selfie. À, chụp anh em cầm chứng minh nhân dân trên tay và một cái tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh KC à, ngày tháng năm KC ha và cái chữ là heaven.one À, anh em ghi giống như cái hình này ha. Đó, à, 2022 tháng 10 ngày 6. Rồi anh em ghi là having one Còn cái ngày thì anh em sẽ ghi cái ngày mà anh em tiến hành KC ha. Rồi ở phía dưới này là ghi là having one là được. Đó. Sau đó anh em sẽ bấm chữ xác nhận là xong ha. Sau khi anh em tải xong hết các cái ba cái ảnh thì anh em bấm xác nhận. Đó. Đó. Thì lúc này nó sẽ báo là KC upload thành công ha. Thì chờ đợi ở trong vòng 24 giờ làm việc ha. Đó, như vậy là xong rồi thì anh em chờ đợi trong vòng 24 giờ thì nó sẽ thông báo kc à, về email nếu như anh em nhận được email xác minh KC thành công thì anh em sẽ nhận được cái phần thưởng à, cái đồng ATM token của nó ha đó à, sau khi anh em nhận ATM token xong thì cứ hàng ngày anh em vào cái dấu ba gạch ở đây không anh em vào cái phần thưởng một phần thưởng ở đây anh em sẽ làm cái nhiệm vụ hàng ngày ha thì đây nó sẽ có những cái nhiệm vụ à, à, hàng ngày nhận thưởng đơn giản thôi anh em vào đây anh em bấm vào nhận thưởng thôi anh em bấm nhận thưởng một cái là nó sẽ nhận thưởng cho anh em thì hiện tại mình nhận thưởng mỗi ngày là cứ 277 bảy à, cái phần thưởng này Đúng không từ phần thưởng kc Đó. Đó, cứ một ngày là anh em vào anh em nhận 277 7,8 nè Đó, hiện tại là mình nhận con số này nha cứ hàng ngày anh em vào nhận, rồi cái phần thưởng mà anh em uh, kê xe thành công là là 100 ha, đó là phần thưởng đầu tiên. Còn hàng ngày anh em vào anh em nhận thưởng thêm, nha. Đó, thì đây là một dự án cực kỳ tiềm năng nha và là đối tác của rất là nhiều quỹ lớn ha, đó, những cái sàn lớn, cho nên anh em không nên bỏ qua. Rồi, ok. Thì uh, video đến đây xin kết thúc ha. Thì uh, nếu thấy video hữu ích thì cho một like. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm vào nút đăng ký và chọn quả chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.